Theo hãng tin Kyodo, lễ khai mạc với màn rước đuốc tại tỉnh Fukushima cũng sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Quyết định này được ban tổ chức Olympic đưa ra trong bối cảnh lo ngại về các biến thể COVID-19 ở nhiều quốc gia. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 77% người dân Nhật Bản được hỏi phản đối việc cho phép khách nước ngoài tham gia, 48% phản đối việc cho phép bất kỳ khán giả nào tham dự. Thế vận hội thể thao Olympic Tokyo trước đó đã bị trì hoãn một năm do đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm nay. Trong khi đó, Paralympic diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9.